cuộc bầu cử giúp ông putin phát thông điệp cứng rắn với phương tây cuộc bầu cử tổng thống nga là cơ hội để ông putin khẳng định quyền lực cũng như phát thông điệp đối đầu cứng rắn với phương tây ai sẽ đảm bảo sự phát triển ai đảm bảo sự ổn định ai có thể đoàn kết đất nước và bạn đặt niềm tin vào ai người dẫn chương trình đặt câu hỏi trong video phát trên truyền hình nhà nước nga trước thềm cuộc bầu cử tổng thống chỉ có ông ấy, câu trả lời vang lên trong lúc hình ảnh Tổng thống Vladimir Putin xuất hiện trên màn hình, cho thấy ông đang làm việc trong văn phòng, được đám đông chào đón hai bước trên thảm đỏ để gặp gỡ các lãnh đạo châu Á và Ả Rập. Thông điệp đó đã được truyền tải xuyên suốt những tháng qua rằng ông Putin chính là người duy nhất có thể giúp đoàn kết và chào đón nước Nga chống lại những hành động thù địch từ phương Tây. Hồi tháng 2, thay vì đi vận động tranh cử hay tranh luận trên truyền hình, ông Putin tới thăm nhà máy quốc phòng và trèo lên buồng lái oanh tạc cơ Tu-160M có khả năng mang vũ khí hạt nhân ông đã cùng với phi hành đoàn thực hiện chuyến bay ngắn trên oanh tạc cơ chiến lược này. Hình ảnh đó gợi nhớ đến việc ông Putin chào lên buồng lái tiêm kích Su-27 cùng với phi công bay qua vùng chiến sự thẳng tới thủ đô Grozny của Cộng hòa Chechnya hồi tháng 3 năm 2000, gần một tuần trước khi cuộc bầu cử tổng thống Nga diễn ra. Hình ảnh một lãnh đạo cứng rắn trong chiến tranh Chechnya lần thứ hai khiến danh tiếng của Putin gia tăng, giúp ông giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử ngày 26 tháng 3 năm 2000 trong thông điệp liên bang ngày 21 tháng 2, ông khoe về năng lực hạt nhân của Nga và cảnh báo về cuộc xung đột hạt nhân nếu các nước phương Tây đưa quân can thiệp trực tiếp vào chiến sĩ Ukraine. trong cuộc phỏng vấn với truyền hình Nga hôm 12 tháng 3, ông Putin một lần nữa đề cập tới khả năng xảy ra đối đầu hạt nhân. từ phương diện kỹ thuật quân sự, tất nhiên chúng tôi đã sẵn sàng, lực lượng hạt nhân của chúng ta luôn ở trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu, ông nói. giới quan sát nhận định đối đầu với phương Tây và duy trì những giá trị truyền thống Nga là cách tiếp cận lâu dài mà ông Putin lựa chọn đối đầu địa chính trị quy mô lớn với phương Tây hiện là sức mạnh của Nga. Samuel Green, thành viên của Trung tâm Phân tích Chính sách Châu Âu ở Washington nói. Những gì ông Putin cần là phương Tây cùng tham gia trò chơi này. Ông cần phương Tây hoài nghi về mọi thứ của Nga. Ông ấy cần phương Tây không chỉ chối bỏ ông ấy mà còn chối bỏ những người dân Nga bình thường. Đây là lý do ông Putin rất coi trọng cuộc bầu cử tổng thống, dù gần như đã nắm chắc phần thắng dưới quan sát đánh giá. Cuộc bầu cử là cơ hội để ông Putin khuếch đại thông điệp của mình với phương Tây, đồng thời thể hiện vị thế vững chắc của mình trên chính trường Nga. Đối thủ của ông Putin trong cuộc bầu cử là lãnh đạo Đảng Dân Chủ Tự do Nga Leonid Slutsky, nghị sĩ Vladislav Davankov và nghị sĩ Nikolai Kharitonov. Những người này đều có quan điểm ủng hộ Điện Kremlin và sự xuất hiện của họ trên phiếu bầu dường như càng củng cố vị thế của ông Putin. Điều Điện Kremlin quan tâm trước hết là tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu ở mức độ cao. Nikolai Petrov, thành viên tổ chức nghiên cứu Chatham House ở Anh cho hay. Tỷ lệ này và số phiếu bầu cho ông Putin cần vượt quá con số năm 2018 để cho thấy sự ủng hộ của người dân dành cho ông trong thời chiến giữa muôn trùng thách thức từ phương Tây. Tỷ lệ ủng hộ của cử tri dành cho ông Putin trong cuộc bỏ phiếu năm 2018 là 67,5%. Năm nay, lần đầu tiên Nga tổ chức bầu cử tổng thống trong 3 ngày thay vì một ngày như trước đây, nhằm tạo thêm cơ hội cho người dân đi bỏ phiếu. Đây cũng là lần đầu tiên Nga có thể bỏ phiếu bầu cử tổng thống theo hình thức trực tuyến, biện pháp được ông Putin đánh giá là rất tiện lợi. Hơn 94.000 điểm bỏ phiếu sẽ được mở ra trên khắp cả nước, kể cả bốn vùng Nga vừa mới sát nhập từ Ukraine. Ông Putin đã không tham gia bất cứ hành động tranh cử nào như các đối thủ khác. Thay vào đó, ông thúc đẩy thông điệp thông qua các lịch trình làm việc hàng ngày của Tổng thống, như cuộc gặp với các nhóm thanh niên và xây dựng chương trình phát triển với quan chức chính phủ. Giới quan sát cho rằng ông Putin có lẽ cũng không cần những sự kiện vận động tranh cử. Trung tâm Levada, tổ chức thăm dò dư luận uy tín của Nga, tháng trước cho biết khoảng 86% người dân tán thành công việc của ông Putin trong vai trò tổng thống. Tỷ lệ ủng hộ này đã tăng 6% so với cuộc thăm dò tương tự hồi tháng 9 năm 2023 và luôn duy trì trên 80% kể từ đó. 75% người được hỏi cho rằng đất nước đang đi đúng hướng, cao hơn 13% so với tháng 9 năm 2023, trong khi 15% người phản đối. Khảo sát cũng chỉ ra 73% người dân ủng hộ hoạt động của chính phủ Nga và 21% không tán thành. Thông điệp của ông Putin về cơ bản là bất cứ tương lai nào của đất nước cũng đều cần có ông ấy khi cuộc đối đầu với phương Tây ngày càng căng thẳng, chuyên gia Green nhấn mạnh. Cục diện bầu cử Tổng thống Nga Số lượng cử tri đi bầu Tổng thống Nga đạt mức cao sau ngày bỏ phiếu đầu tiên trong cuộc bầu cử diễn ra vào giữa thời điểm chiến sự. Lượng cử tri bỏ phiếu cao, Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga, CEC hôm qua công bố dữ liệu tổng kết ngày bầu cử đầu tiên trong đợt bầu cử Tổng thống năm 2024, diễn ra từ 15 tới 17 tháng 3. Hạng tát dẫn số liệu cho thấy lượng cử tri đi bỏ phiếu trên cả nước đạt mức 36,1%. Tính đến cuối ngày 15 tháng 1 đã có 38,6 triệu người đi bỏ phiếu, gồm 3,4 triệu người bỏ phiếu trực tuyến. Trong cuộc bầu cử Tổng thống gần nhất vào năm 2018, lượng cử tri đi bỏ phiếu là 67,5%. Năm nay, Trung tâm Nghiên cứu ý kiến công chúng Nga dự báo con số này có thể đạt mức 71%. Giới quan sát viên người Nga và quốc tế không ghi nhận trường hợp vi phạm nghiêm trọng nào tại hơn 93.000 điểm bỏ phiếu. Ông Trương Minh, tổng thư ký tổ chức hợp tác Thượng Hải và là trưởng phái đoàn quan sát viên của tổ chức này, nói không có vấn đề bất thường nào được phát hiện trong ngày bầu cử đầu tiên. Chủ tịch của CEC, Ella Pamfilova cho biết có một vài trường hợp phá hoại thùng phiếu và một số vụ phóng hỏa, nhưng khẳng định đó chỉ là những sự cố đơn lẻ, không ảnh hưởng đến cuộc bầu cử. Theo vị quan chức, những hành vi cản trở bầu cử như trên có thể bị phạt đến 5 năm tù. Hầu hết các chính trị gia hàng đầu của Nga đều đã bỏ phiếu trong ngày đầu tiên, từ các nhà lập pháp cho đến lãnh đạo của các bộ ngành, theo hãng tin Sputnik. Tổng thống Vladimir Putin, một trong số bốn ứng cử viên tranh cử lần này, bỏ phiếu thông qua hình thức trực tuyến. Bộ Phát triển số Nga thông báo 2 phần 3 số cử tri đăng ký bầu cử trực tuyến đã bỏ phiếu trong ngày 15 tháng 3. Thứ trưởng Bộ Phát triển số Oleg Kachanov cho hai hệ thống thỉnh thoảng bị tấn công mạng, nhưng nhìn chung đã xử lý công việc thành công và các nhà chức trách vẫn kiểm soát tình hình. Khảo sát dự đoán ra sao? Lần đầu tiên kể từ năm 2008, chỉ có 4 ứng viên trong danh sách tranh cử tổng thống Nga, gồm tổng thống Putin, 72 tuổi, ông Vladislav Davankov, 40 tuổi. Ông này thuộc Đảng Nhân dân mới, lãnh đạo Đảng Dân chủ tự do Leonid Slutsky, 56 tuổi, và ông Nikolai Karitonov, 76 tuổi, thuộc Đảng Cộng sản Nga. Theo đài RT, cuộc bầu cử năm nay diễn ra trong lúc nước Nga đang trong một cuộc xung đột và đó có thể là lý do khiến chiến dịch vận động trước bầu cử diễn ra thiếu sôi nổi. Nga cáo buộc Ukraine tập kích các điểm bầu cử. Nga cáo buộc Ukraine tấn công các điểm bỏ phiếu bầu cử tổng thống tại Kherson và Zaporizhia, hai khu vực mà Moscow sát nhập hồi năm 2022 thông qua các cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi. RT đưa tin, cơ quan bầu cử Nga ở Kherson và Zaporizhia đã ghi nhận một số vụ tấn công vào điểm bỏ phiếu bầu cử tổng thống tại những khu vực này. Nga cáo buộc Ukraine đứng sau vụ việc. Sáng 16 tháng 3, một quan chức thân Nga và cáo buộc lực lượng Ukraine thả thiết bị nổ từ UAV xuống một điểm bầu cử ở Zaporizhia. Bà nói đó là vật liệu nổ phốt pho. Vụ tấn công không gây thương vong hay thiệt hại vật chất nào. Bà tuyên bố sẽ không bị đe dọa và vẫn sẽ mở cửa để người dân tới bỏ phiếu. Trước đó, các quan chức bầu cử thân Nga ở Kherson đã cáo buộc lực lượng Ukraine pháo kích vào các tòa nhà ở thành phố Kakhovka và làm Prilepka làm một số người bị thương. Các quan chức tuyên bố sẽ tiếp tục mở các điểm bỏ phiếu để người dân có thể đến. Nga đã sáp nhập Kherson và Zaporizhia hồi cuối năm 2022 sau các cáo buộc trưng cầu dân ý không được cả Ukraine và phương Tây công nhận. Cùng hai khu vực trên, Nga cũng đã sáp nhập cả Lugansk và Donetsk. Cuộc bầu cử tổng thống Nga kéo dài 3 ngày, bắt đầu vào ngày 15 tháng 3 và kết thúc vào ngày 17 tháng 3. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử bầu cử tổng thống Nga kéo dài 3 ngày và cũng là lần đầu Nga sử dụng hệ thống bỏ phiếu điện tử từ xa. Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin đang cạnh tranh với ba ứng cử viên khác là Leonid Slutsky, Nikolai Haritonov và Vadislav Davanko. Tổng thống Putin đã kêu gọi cử tri trên khắp đất nước, bao gồm các vùng lãnh thổ mới sát nhập, đi bỏ phiếu để xác định rõ ràng tương lai của nước Nga. Tổng thống Putin nhấn mạnh, chỉ có những công dân Nga mới quyết định được tương lai của đất nước và nguồn quyền lực duy nhất của Nga nằm ở người dân. Người dân ở các vùng lãnh thổ Ukraine mà Nga sát nhập cũng đã đi bỏ phiếu. Tuy nhiên, Ukraine tuyên bố rằng bất cứ cuộc bỏ phiếu nào của Nga ở các khu vực này đều vô hiệu và họ sẽ truy tố bất cứ quan sát viên nào được cử đến giám sát cuộc bỏ phiếu.